Dàn sao vì biết vỡ òa khi Đông Nhi xác nhận đám cưới với ông Cao Thắng, Phạm Quỳnh Anh, Quốc Thiên, Mai Thu Huyền. Hoàng Oanh, Gia Bảo đã bất ngờ trước thiệp báo hỷ chính thức của Đông Nhi và ông Cao Thắng về chung nhà ngày 9 tháng 11. Những anh chị em đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng trước tin vui Đông Nhi và ông Cao Thắng sẽ về chung nhà ngày 9 tháng 11, 2019. Sáng 13 tháng 10 trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Đông Nhi chính thức chia sẻ thiệp báo hỷ cùng bạn trai cô viết ngày đặc biệt, dành điều đặc biệt cho nhau. Trên thấm thiệp được in dòng chữ Share Our Day, Thắng Nhi, 9 tháng 11, 2019. Cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 9 tháng 11. Trong ảnh, Đông Nhi mặc chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, còn ông Cao Thắng lịch lãm bảnh bao với áo sơ mi trắng và quần tây đen. Cặp đôi nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc khiến nhiều người phải ghen tị. Dàn sao Việt gửi lời chúc mừng đến cặp đôi chính thức về chung nhà. Sau khi chia sẻ thiệp báo hỷ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã nhận nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp như Mai Thu Huyền, Pha Lê, Quốc Thiên, Phạm Quỳnh Anh, Harry Won, Hoàng Oanh, Hồng Ngọc, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Song Luân. Phạm Quỳnh Anh viết, chúc mừng cô dâu mới, một người phụ nữ hạnh phúc nhất showbiz. Diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ, chúc hai em mãi hạnh phúc bên nhau nhé, Mai Hồng Ngọc. Ca sĩ Hồng Ngọc, hạnh phúc thật nhiều nhé, hai nhóc đáng yêu nhất showbiz nè. Song Luân, happy birthday chị yêu. Pha Lê mừng quá em ơi. Trải qua 10 năm yêu nhau, nhiều đồng nghiệp cũng thấy hạnh phúc lây cho cả hai. Khổng Tú Quỳnh cũng dành lời khen có cánh đến đàn chị, mừng lắm, ngưỡng mộ quá chị ơi. Trước đó cả hai đã sang Úc để thực hiện bộ ảnh cưới. Những hình ảnh ông Cao Thắng, Đông Nhi nắm tay nhau đi chụp ảnh cưới trên đường phố Sydney được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, Đông Nhi hạnh phúc khoe những kim cương cùng dòng trạng thái. Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu. Vậy là sau 10 năm yêu nhau, Đông Nhi và ông Cao Thắng đã có cái kết thật đẹp. Họ sắp về chung một nhà vào tháng 11 này. Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi cặp đôi sớm công khai hình ảnh cưới chụp tại Úc.